khi virus xâm nhập vào cơ thể sẽ có các phản ứng chống lại. Các triệu chứng thường gặp như sốt hoặc ớn lạnh là kết quả của việc hệ thống miễn dịch tấn công virus bằng cách tăng lưu lượng máu và tăng nhiệt độ cơ thể. Vaccine được thiết kế để kích hoạt hệ thống miễn dịch theo cách tương tự nhưng không làm chúng ta mắc bệnh. Việc cơ thể sinh ra miễn dịch mà không gây tác dụng phụ là điều bình thường và cũng hoàn toàn bình thường nếu một số người có các triệu chứng từ nhẹ đến trung bình sau khi tiêm vaccine như đau tại vị trí tiêm, sốt và ớn lạnh. Những tác dụng phụ này thường chỉ kéo dài trong vài ngày và sẽ tự biến mất. Vaccine giúp bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi mắc bệnh. Việc có các phản ứng phụ từ nhẹ đến trung bình sau khi tiêm vaccine là dấu hiệu cho thấy vaccine và hệ thống miễn dịch của chúng ta đang hoạt động.